bao lần mà tao phải tự hỏi rằng liệu bản thân đã thực sự tha thứ cho cô ta. Bởi là nhân văn thì cứ giao huấn là khi tha thứ cũng là khi mà con tim được hoan ca. Tự dưng tao nhận ra một điều là cả album này tao đã dùng quá nhiều phần A. Vì có lẽ trong tâm hồn tao đang gào thét, đó những mảnh vỡ được gắn kết, được quan tâm đến không chỉ phần nào hết. Ngọt ngào phết, ngọt từ giọng nói tiếng cười cho tới vết cắt trong tim mà cô ta mang tới vẫn còn đang mới dù đã qua lâu rồi. Và thay vì tao chữa lành vết thương từ bên trong thì tao lại cứ đắp vào, tao cứ đắp vào càng nhiều lại càng tốt cho đến khi tao thẳng thốt về cách mà tao đối xử với bản thân mình. Tao tưởng tao xấu xa nhưng giờ ai cũng chỉ có xấu xa trong câu chuyện của người khác. Chỉ chăm theo dệt tình tiết mà những thiếu sót của mình thì lại lười nhác. Thử cười phát đã, xong rồi tao sẽ quay lại cười chính bản thân mình vì nghe thật thảm hại khi mà tao vẫn cho phép hình bóng của ta luẩn quẩn và phảng phất. Những điều đã mất mới đáng giá nhất, anh sẽ cố dứt ra và đi. Nếu đã vô nghĩa, ta đừng cứ chém mũi dao vào nhau thêm khổ đau làm gì. Nói chung là khi mà con người nhớ về một quá khứ nghe vẻ tồi tệ nào đấy, dẫu biết là nghe chẳng tự hào mấy, nhưng xét cho cùng ta chỉ đang tự trân trọng bản thân khi đã sống hết mình. Và anh cũng vậy, thật khó để quên một chuyện xấu mà em đã gây ra, nhưng điều đó cũng có nghĩa sẽ thật khó để quên mấy điều tốt đẹp mà em gieo vào anh để bây giờ nó đã nảy nở thành cây hoa. Thì nói chung là anh nhớ em, yeah yeah. Nói chung là anh nhớ em, yeah yeah. Nói chung là anh nhớ em, nói chung là anh nhớ em. Nói chung là anh nhớ em, yeah yeah. Cứ cho là anh xấu xa để em đi. Tháng năm qua hai chúng ta phải quên đi. Giờ anh lại đang nhớ em, giờ anh lại đang nhớ em. Chìm trong màn đêm tối đen, yeah yeah. Em gieo vào anh để bây giờ cuối cùng nó đã nảy nở thành cây hoa.